cầu vượt chỗ phường Bùi Thị Xuân này các bạn, nối vô quốc lộ 1A này. Đó, khá cao ạ. Đấy, lên đây này. Tiếp tục cập nhật những hình ảnh mới nhất của cao tốc Bắc Nam đoạn qua thành phố Quy Nhơn. Và các bạn, đây là đoạn cao tốc qua phường Bùi Thị Xuân của thành phố Quy Nhơn. Đây là một cây cầu vượt dài từ trên núi bắc xuống đường quốc lộ 1A để mà đi vào hầm Cù Mông. Các bạn cũng thấy là đầu bên phía trái của cây cầu vượt này cao lên để mà gác vào trên một cái ngọn đồi cao, ngọn núi cao ở phía bên tay trái các bạn. Và đoạn bên phía tay phải thì cầu vượt này đang xuôi dần và đấu nối vào với quốc lộ 1A để mà vào hầm Cù Mông. Tại cây cầu vượt cạn này, các đơn vị thi công đã gác xong phần dầm và phần bê tông cũng làm xong. Hiện tại thì họ đang làm các lan can của thành cầu. Hướng này thì các bạn thấy luôn là đường dân sinh để vào với Bình Định An Nguyên ở phía góc tay phải đó các bạn. Ở một chiều nào đó thì các bạn thấy là các quý vị thi công khi mà hạ độ cao cái ngọn núi này thì cũng không hạ độ cao quá thấp để mà làm cái đường nó tương đối bằng phẳng hơn. Ở góc này thì vẫn là cái phần lên dốc của đường cao tốc có độ dốc khoảng chừng vài phần trăm so với cái mặt phía dưới của quốc lộ 1A. Hiện tại ngọn núi này cũng đang hạ dần độ cao xuống cho nó bằng phẳng với cái cầu vượt cạn vừa rồi. Hướng này thì máy bay sẽ bay ra một đoạn để chúng ta có thể thấy toàn cảnh khu vực đang được lấy đất đá đi của đoạn núi này. Quan sát một xíu bên tay phải của ngọn núi này cũng là nơi được cấp phép để lấy đất về đổ các khu vực xung quanh của thành phố Quy Nhơn, các dự án như là khu công nghiệp và khu đô thị Vân Hà, rồi khu đường các đường phố tại trung tâm thành phố Quy Nhơn như là DT639. Bây ra xíu nữa thì các bạn thấy có một đoạn ngắn thôi đã được rải đá dâm và đầm lu rất là kỹ cũng trong nhiều tháng qua. Bên tay trái của các bạn đó là quốc lộ 1A đoạn qua khu vực phường Bùi Thị Xuân để mà vào trong khu vực đèo Cù Mông. Ở phía trước đó là một đoạn cầu vượt cạn vượt quốc lộ 1A đã đi lên phía nút giao ra vào cao tốc tại phường Bùi Thị Xuân và đi lên một đoạn nữa sẽ là đến với xã Phước Mỹ của thành phố Quy Nhơn. Ở góc quay từ trên cao này các bạn thấy là đoạn đường cao tốc qua khu vực thành phố Quy Nhơn cũng đi vòng veo tương đối cong chứ không phải là thẳng lắm. Nhưng mà đối với đường quốc lộ thì con đường quốc lộ 1 đi qua những cái chiều đôi cũng khá là cong veo. Đó, bay ngược lại khu vực đấu nối vào khu vực đường quốc lộ 1A để mà vào hầm Cù Mông. Cho các bạn thấy là sau này khi mà cao tốc hoàn thành thì hướng đi của cao tốc tại đoạn vào hầm Cù Mông như thế nào.
lại thì đoạn này thì sẽ là rất rõ ràng về các hướng đi của đường cao tốc và quốc lộ 1 ở khu vực trước hầm Cù Mông. Bên tay trái đó là cây cầu vượt vừa rồi đấu nối từ trên khu vực núi cao để thẳng vào đường quốc lộ 1 hiện tại. Và đến bên tay phải đó là ngã ba đoạn quốc lộ mới, để mà các phương tiện sau này không vào cao tốc sẽ không được vào hầm Cù Mông, sẽ rẽ bên tay phải để mà vượt đường cao tốc để mà lên đèo Cù Mông ở đoạn này. Đấy, bên phía giữa màn hình đó là đường dân sinh đi dưới đường cầu vượt để mà vào với Bình Định An Viên, cũng như là một vài khu dân cư và một vài xí nghiệp ở trong đoạn này. Rất là rõ ràng, rất là dễ nhìn và dễ nhận biết